cho biết hưởng thụ ghê, cứ há miệng vậy đó, cứ gió thổi vô là mát cả người. Trời ơi, khát nước mà ổng cho dòi nước không xịt gì nữa, cắn không được nữa. Trời ơi, kiểu muốn tắt luôn cái dòi luôn vậy đó mọi người. Ông chủ ông đi mất tiêu rồi. Để lại xong để đoan lại cho tôi. Từ đó muốn xỉu rồi nè, tôi khóc chảy nước mũi luôn. Chú chó nhà người ta còn biết súc miệng trước khi ăn nữa. Chó nhà bạn á có súc miệng trước khi ăn không dạ? Đúng là người bạn tri kỷ của chó là voi mà. Chứ chơi đùa trên đầu người ta thôi à. Phải phải. Khi mà chú chó biết mình làm sai điều gì đó, nhà chủ của nó đang cưỡi tưới tóc không ngừng, thì điều tốt nhất của chú chó là im lặng, lắng nghe, tập trung và nghiêm túc. Có nhà người ta thấy chủ cậu nhóc trượt dáng khoái khoái nha, rồi biết cách sao trượt nữa. Khoái chạy lên nè, rồi xuống trượt, cảm giác thì thật là vui mốt mà. Đây là cảm giác yêu một chú chó quá nhiều nên không muốn nó bị ướt, cho dù mình đang bị ướt. Mình cũng không muốn một chú chó của bạn đáng yêu như thế để bị ướt nên quấn kín mất như vậy đấy. Đây là chó nhà người ta khi được chủ chở đi chơi. Trời ơi, coi kìa một bậy cưng ghê chưa, coi nó cười khoái chỉ kìa. Đây là biểu cảm của chú chó của bạn khi bạn chơi cái trò này với nó. Không có khoái nha.